thưa quý vị bên cạnh khởi công các công trình giao thông trọng điểm long an cũng đang đẩy mạnh kết nối giao thương nông sản giữa địa phương và các tỉnh thành phố theo đó thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với tổ điều hành diễn đàn kết nối nông sản 970, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức diễn đàn kết nối giao thương giữa tỉnh Long An với các tỉnh thành phố theo hình thức trực tuyến và trực tiếp vào sáng nay 11 tháng 12. Tham gia diễn đàn có thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Nam cho biết Toàn tỉnh hiện có 300.000 ha đất sản xuất nông nghiệp với các cây trồng, vật nuôi chủ lực như lúa, thanh long, chanh, bò, heo, gia cầm. Tuy có vị trí địa lý thuận lợi gần giới thị trường thành phố Hồ Chí Minh, nhưng do thời gian vừa qua dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc tiêu thụ nông sản tại Long An còn bấp bênh, đầu ra chưa ổn định, tình hình xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Do dạ vậy, diễn đàn kết nối giao thương tiêu thụ nông sản là một yêu cầu cần thiết trong việc phục hồi, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại diễn đàn, lãnh đạo ngành nông nghiệp cùng các đơn vị doanh nghiệp, các chuyên gia đã chia sẻ những giải pháp nhằm nâng cao giá trị nông sản bằng giải pháp công nghệ, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp gắn với du lịch. Qua đó đề xuất nhiều cách làm hay nhằm tăng cường kết nối giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Diễn đàn cũng cập nhật đưa ra các thông tin dự báo về nhu cầu thị trường thời gian tới, đồng thời đưa ra giải pháp hỗ trợ cho các hiệp hội, nhà thu mua siêu thị doanh nghiệp phân phối tiếp cận nguồn cung cấp nông sản đạt tiêu chuẩn diệt ghép, lô bồn ô tại tỉnh Long An. Trong khuôn khổ diễn đàn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác phát triển nông nghiệp nông thôn giữa hai địa phương giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, các đại biểu cũng đã chứng kiến biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản giữa Sở Công Thương Long An với tập đoàn Central Retail và chợ đầu mối Hóc Môn. Long An là một địa phương ngay sát sườn với lại thành phố Hồ Chí Minh và lợi thế hơn so với lại các tỉnh thành khác. Bởi vì lý do là một trong những cái chi phí liên quan tới mặt hàng nông sản và đặc biệt nhất là cung ứng các mặt hàng tươi sống cho thành phố Hồ Chí Minh thì không có lợi thế bằng là ngay sát sườn, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ đáp ứng được cái 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 gọi là cái chuỗi cung ứng và cũng như là giảm được cái giá thành và như vậy đó chính là cái lợi thế của ngành nông nghiệp tỉnh Long An mà tôi nghĩ rằng đây chính là chúng ta cần phải khai thác trên cái lợi thế này. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam đề nghị tỉnh Long An cần chú trọng xây dựng dùng nguyên liệu sản xuất, chú trọng đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt chăn nuôi và các sản phẩm chế biến, đặc biệt là truy xuất nguồn gốc nông sản, giúp gia tăng giá trị sản phẩm đồng thời phát huy chương trình ô cốp nhằm thay đổi tư duy người dân trong làm nông nghiệp. Dịp này, tỉnh Long An đã ra mắt sàn giao dịch điện tử về nông sản an toàn tại địa chỉ nông sản an toàn long an vn